Chào các bạn nhá. Bây giờ là 3 giờ chiều. 3 giờ 15 phút chiều, hoặc mình gọi là 15 giờ 15 phút thứ năm, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 25 tháng 3 năm Tân Sửu. Mình vừa mua thuốc sâu về. Để làm video chia sẻ với các bạn từ trước. Để thuốc sâu mình đây. Thì đợt này mình mua thuốc sâu khoảng 1.500.000 lít nước. Thuốc sâu và phân bón lá. 1.500.000 lít nước thì mình vẫn pha thuốc cũ thôi, đang quay đi quay lại nó chỉ có lượn đi lượn lờ, nó chỉ có vài cái vại thuốc ấy thôi. Thuốc sâu thì đợt này có mình sẽ phun thuốc cuống các bạn nhé. Thì vẫn là cái Vifadan, Vitadan và Alpha Cua thôi. Alpha Cua đây. Một chai to này pha 1.000 lít. Một gói này pha cho 120 cộng vào. Phun rau cuống nhé, là này phun rau cuống. Tiếp theo mình phun phân bón lá. Thì phân bón lá này thì cái này là 1 cân, một gói pha cho 250, bốn gói, cho này bốn gói pha cho 1.000 lít. Thì đợt này mình sẽ lấy là 1.500.000 lít nước. Đây như thế này đây, mình nói qua. Đây, cái phân này thì là phân bón lá dầu lân nhá. Đây. 10 năm, 30, 10 năm. Bởi vì từ sau khi đậu quả giờ mình chưa phun phân bón lá bao giờ. Mình chỉ phun bón bo đấy, là phân bón lá phun một lần. Bo. Và như theo như mình chia sẻ từ mọi video trước là sau khi đậu quả mình phun phun bón lá là dầu đạm. Nhưng giai đoạn đậu quả xong mình không phun rồi. Thì bây giờ vải mình nó tương đối ổn thì mình phun cái phân bón lá dầu lân nhá, làm quả to. Thành phần đây nitơ 15%, phosphor P2O5 30%, kali 15%, vân vân. Các vi lượng vân vân rất là nhiều. Đây, sử dụng liều lượng. Thì trong cái này nó là 4 gói, mình lấy nửa gói thôi, bởi vì phun gói 1.500.000 mà. Một cái này pha cho 250 nhá. Một cái này pha cho 250. 250 lít nước. Thì đây nó là một gói to, 1 cân. Nó là đây, 4 gói. Một gói 250 là 4 gói là 1.000 lít. Thì đợt này mình sẽ phun lại cho tất cả các loại vải u hồng, thanh hà và vải thiều. Bởi vì vườn nhà mình phun thanh hà và vải thiều khá lâu rồi. Vải thiều mình phun mình xem đây. Vải thanh hà mình phun từ hôm 22 tháng 4 đến nay mùng 6 tháng 5 là 15 ngày, là 14 ngày rồi. Thì hôm nay mình phải phun. Còn vải thiều mình phun hôm mà mình phun cái video phun cho có từ 24 thì hôm nay tức là 12 ngày rồi. Thì thời tiết cơ bản từ hôm nay trở đi là trời đẹp nhá, nắng ráo, mưa hôm qua rồi xong rồi. Bạn nào bón đạm hay bón kali hay bón cái gì, hay bón kali thì bón rồi. Thì trời bây giờ nắng ráo rất phù hợp cho quá trình phun thuốc. Đặc biệt mình có nói thêm một chút là hơi buồn. Đó là vấn đề Covid bây giờ phát triển bùng phát rất là phức tạp. Một số tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ. Bộ Giáo dục cũng thay đổi lịch thi. Thì trong tuần này các bạn ạ, từ mùng 7, từ ngày mai, mùng 7 này, thứ 6, mùng 8, mùng 9 trong ngày mai là thứ 6, thứ 7 rồi. Tức là chốt trong tuần này phải xong hết các bạn ạ. Đấy, phải xong. Căn cơ bản chiều nay mình vẫn ở nhà còn mình phun. Còn từ tuần sau mình mới được rõ, có thể không biết công việc sẽ như nào. Cho nên mình đi làm. Cho nên không được như ở nhà như anh em. Cho nên mình sẽ không phun hết tất cả. Đây, bây giờ mình đưa ra ba cái mặt hàng các bạn xem. Đấy, ba loại. Đặt xuống đây các bạn xem nhá. Cộng hai loại thuốc sâu và một loại phân bón lá. Đây, Alpha Cua. Đấy, thế này thôi nhá. Thì mình phun mọi khi mình phải lấy cửa hiệu nhà đặt nhông đặt. Đấy, ông đặt nhĩ ấy. Ở khu ngã ba cái hồ lên 50 mét. Lên 100 mét. Thì mình thấy là không biết anh em phun thuốc nào, nhưng mình thấy phun thuốc của mình phun hiệu quả các bạn ạ. Vải mình không sâu cuống đâu. Thì một vụ mình chỉ phun 3 đợt chốt này thôi, còn bình thường mình phun thuốc bình thường, sâu bình thường. Thì sau đậu quả mình đã phun một lần sâu cuống rồi. Cộng cái này. Thì cái vải u hồng tháng 3 mình đã phun một lần rồi. Bây giờ phun lần thứ 3. Tất nhiên lần này mình chỉ phun đánh u hồng thôi. Còn vải tháng 3 chín rồi mình phun nữa. Sao ăn được rồi.
Còn vải Thanh Hà bây giờ cũng bắt đầu vào cùi. Còn vải thiều mình cứ mua sẵn, xem hôm nào mình phun sau. Kiểm tra xong mình phun nhá. Mình không quay cảnh như phun đã, quay cảnh như phun nó vất vả lắm, phải vừa bơm nước vừa pha. Thì bây giờ mình sẽ đi pha vườn Thanh Hà. Bây giờ là gần 3 rưỡi rồi, là 3 giờ 20 phút chiều. Bây giờ đi phun là vừa. Còn ngày mai ngày kia chủ nhật thế sang tuần sau mình phun được vải thiều thì mình tính sau nhá. Thì thông thường mình cứ 10 đến 15 ngày mình phun, thậm chí có lần đến 20 ngày mình phun. Như năm năm 2006, năm 16 ấy, 2016 là mẹ mình ốm nặng ấy, năm bà mình mất, cho nên mình đã bị tháng sau mình phun vải mình không bị sao sao đâu nhá. Thời gian đúng 20 tháng 5 ấy, thời gian đúng rồi. Bầu cử đấy, trước bầu cử mấy hôm ấy. Thời gian đấy một thời gian dài mình mới phun. Như vải mình không sâu cuống đâu. Quan trọng chúng ta dùng sao đúng thời điểm thôi. Và mình phun thuốc thì xưa nay mình thấy mình có hiệu quả các bạn ạ. Chỉ trừ một thuốc bệnh là mình cái xì mủ chà là mình nó thẳng ra là mình bó tay. Đây là do nhiều nguyên nhân. Chăm sóc đất đai do nhiều nhân nữa chứ không phải chỉ có thuốc bệnh. Còn thuốc sâu mới các dòng phân bón lá, dư diệt lộc, ức chế lộc, phân bón lá hoặc là ethylene mình thuốc sâu mình phun đều hiệu quả nhá. Tôi cảm ơn các bạn xem video. Mình chia sẻ với các bạn trước. Để các bạn nào phun thì chúng ta phun tham khảo. Còn tùy các bạn phun nào phun tùy các bạn nhá.